Bonsai Bảy Nghĩa xin kính chào quý vị các bạn nha. Nay em có chỉnh sửa cái gốc mai xù cả nhà. Gốc mai xù này thì hầu như là có hai thân ha quý vị. Đây, xù đây ha. Cây này mình chỉnh sửa theo là dáng hai thân ha. Thế thì mình chỉnh sửa ra thế tứ diện ha quý vị. Thì đầu tiên thì mình cắt sửa ha. Cắt sửa là bắt đầu là mình cắt bỏ những chi không cần thiết ha quý vị. Sau đó mình đục những cái thẹo lại, bắt đầu mình giác keo rồi ha. Bắt đầu mới tiến hành vô dây và chỉnh sửa dáng ra quý vị ơi. Cây này ha quý vị. Cây này thì hầu như là mình chỉnh sửa là chơi Tết luôn ha quý vị ơi. Nhưng mà cũng không có chủ yếu chơi Tết mấy ha. Cái quan trọng là làm cho đẹp thôi ha. Tại cây đang nuôi ha quý vị. Những chi này thì thừa ha. Rồi mình sẽ cắt bỏ ha. Với lại mấy mặt thẹo này thì mình vệ sinh lại ha quý vị. Đây ha, mặt thẹo này cũng vậy ha. Mình đục lại cho nó đẹp ha quý vị. Lúc trước thì anh chủ nhà ảnh cưa nhưng mà ảnh chưa có đục ha. Giờ mình cưa rồi, bây giờ mình xử lý lại ha quý vị. Mình đục rồi mình chét keo lại ha. Sau đó mới tiến hành vô dây và chỉnh sửa dáng ha quý vị. Cây này hai thân ha. Thường mình chơi nhân gian thì kêu huynh đệ cũng được ha. Này tại hai thân chật ha quý vị. Cây này thì dáng hai thân, chỉnh sửa thế tứ diện ha. Thì sau khi mình cắt tỉa xong thì mình tiến hành mình vô dây ha quý vị. Đây là quá trình là mình cắt tỉa với lại cục cắt thẹo đó, ok ha. Đây, với lại mình cũng chét keo rồi ha quý vị. Với lại những cái thẹo cũ nè, mình cũng vệ sinh và chét keo lại ha. Cho cây nó khỏe ha quý vị. Sau đó bắt đầu mình tiến hành mình vô dây ha. Cây này hiện tại còn nằm dưới mô ha quý vị, chưa vô chậu ha. Thì sau khi mình đã đi dây xong ha quý vị, giờ tới tiến hành mình chỉnh sửa ha. Thì mình muốn nó không dướng díu thì như Bảy Nghĩa chỉnh quen rồi thì em chỉnh từ trên chỉnh xuống ha quý vị ơi.
Còn như anh em á là hầu như chắc mới vào nghề thì mình chỉnh từ dưới chỉnh lên thì dễ hơn ha. Như em thì nói chung là anh chỉnh quen rồi, anh chỉnh từ trên anh chỉnh xuống nha quý vị. Này thì mình vô dây hết rồi ha. Thì hầu như cả nhà chỉnh ha, cho nó cũng cực tăng nói ha, lớn và nhỏ dần quý vị. Các cái co này nè ha, các cái co thì quý vị chỉnh này cho nó lớn và nhỏ dần ha quý vị. Cái này thì xù ha, xù hai thân. Nói chung là nhìn phía ngoài cũng rất là khá cây cái gì. Nhìn phía ngoài cây rất là khá cây ha. Vâng, tác phẩm đã hoàn thành cái công đoạn chỉnh sửa rồi nghe quý vị ơi. Hiện tại thì cây này thì hai thân ha, dán hai thân ha, chi cành mình chỉnh theo tứ diện ha quý vị. Cái này thì mình tạo điểm dừng ha. Này tạo điểm dừng cái cây này mình chơi theo tương tự giống như huynh đệ vậy đó quý vị ơi, chơi cây hai thân ha. Nhưng mà thường cây bé thì bắt đầu mình tạo điểm dừng ha, không cho đỉnh đọt lên đó ha quý vị, tức là mình tạo điểm dừng ha. Thì mình làm bonsai nghệ thuật thì bắt buộc là mình phải có cái điểm dừng ha quý vị, chứ nếu mà không tạo điểm dừng thì cây nó đi hoài thì nó bị mất cân đối ha. Để em đi giáp chồng cho quý vị cùng xem cái thì em kết thúc clip ha.
Thì hiện tại các tán cũng ra đều hết quý vị ơi. Giờ chứ còn nuôi cho chi cành nó mập lên nữa thì ok ha. Về phần mai vàng thì nói chung mình cũng chỉnh sửa, thì hầu như là nói đúng hơn thì mỗi năm mình phải mỗi chỉnh quý vị ơi. Vì mình chơi Tết xong thấy con lại ha, con lại nó ra chi cành mới, bắt đầu mình chỉnh sửa lại ha quý vị. Rồi, tới đây thì em cũng xin chào quý vị và các bạn nha. Chúc quý vị và các bạn có một ngày vui khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp clip sau ạ.